cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Đúng là hai nhà thì cách một đoạn đường, sáng sáng chưa nhớ chiều răng mặn nồng, khen này khéo vé thép hồng để cho hai bạn đứng lồng vào nhau, mà khen này khéo bầu quả cao thành hình năm miếng để mời nhau tiệc này. Trước ban tổ chức chuyển lời mời của chú rể và cô dâu, xin trân trọng kính mời quý vị khách quý, cô dì chú bác cùng toàn thể các anh chị nam nữ thanh niên ở hai họ chúng ta dự buổi tiệc trầu, tiệc trà, tiệc thuốc và cùng chung vui chúc mừng chứng kiến cặp chuyện tình trăm năm của hai bạn Huy Hoàn và Phương Thanh. Vâng, và trước hết ban tổ chức cũng gửi tới quý khách tại hôn trường hôm nay lời chúc, lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất. Quý vị đúng là rất vất vả có bao con sóng để hôm nay thuyền mới tới bờ, bao nhiêu ngày đợi tháng chờ, hôm nay Thanh và Hoàn mới được về bên nhau. Đêm qua anh ngồi thức đêm trầu, hôm nay anh mới đem ra để mời. Thung đá thơm quệt mùi hương vánh bào, chè Thái Nguyên đậm mùi hương quê. Hôm nay anh đón em về, tay trong tay ấm tràn trề niềm thương. Anh nhìn em thấy em xinh quá, mà trong lòng cảm thấy yêu em hơn. Kính thưa quý vị, qua thời gian tìm hiểu của hai bạn trẻ, cho đến nay đã được chín mùi và được sự nhất trí của cơ quan chính quyền cũng như được sự đồng ý của hai bên gia đình. Cho nên cái buổi tổ chức hôm nay và xin phép thay mặt cho người làm chương trình xin được trân trọng tuyên bố cuộc phu hôn nhân của đôi bạn trẻ hôm nay xin được bắt đầu. Và quý vị chúng ta lộ một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Có lẽ là trong hôn trường rất là đông, không những quý khách ở trong nhà mà hai hàng ghế ở ngoài cũng rất là đông đúng không ạ? Hình như các bạn đang mải cắn hạt dưa đúng không? Vẫn nói rằng là xin mời quý vị chúng ta hãy ngồi nhích lại gần nhau, đặc biệt là các bạn nam nữ thanh niên, các bạn này nhích lại nữ lại gần nhau để hơi ấm kết thành một khối, và các bạn hãy dừng cắn hạt dưa và chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Một tràng vỗ tay thật to lên cho con tim từ buổi này cùng chung nhịp đập tháng ngày bên nhau. Cho cô gái tên là Phương Thanh, quê ở Tân Việt, xin lại gần hơn với chàng trai tên là Huy Hoàn, quê ở Vinh Hồng. Vâng, đường về quê mẹ hôm mai, thông dòng đưa nỗi nào ai sánh cùng. Vâng, và vẫn nói rằng đời thì vui nhất là ngày hôm nay em nghỉ, hai đứa đi tiếp nước mời chầu. Chú rể xứng mới cô dâu, tóc đây trải rất mượt nhưng mà quên không vuốt keo. Ngồi đứng dậy rót nước đi, bây giờ rót nước trong nhà chưa? Đi rót nước đi. Hôm nay mùa cưới duyên trao để mình
đàn trai đàn gái lên vui đầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng đi vui mừng người và lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa, chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm đẹp như trong mơ ơi, giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới, từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho họ nhà gái để phát biểu. Chào các bác cùng toàn thể bạn bè xa gần của cháu Thanh và cháu Hoàng. Sau một thời gian tìm hiểu và được sự nhất trí của hai cháu, được sự nhất trí của gia đình hai bên và chính quyền địa phương, hôm nay một trăm năm thì có một ngày có một giờ đẹp, và được sự ủy quyền của ông bà Thủy là bố của cháu Thanh. Hôm nay từ giờ phút này chính thức thay mặt cho nhà gái sẽ trao cháu Vũ Phương Thanh, đó là con dâu của ông bà Nho ở trên này, và cũng từ giờ phút này xin nhận cháu Vũ Tất Hoàn là con rể của ông bà Thủy ở dưới Tân Hưng, và cũng mong rằng hai họ tiếp tục vun đắp hạnh phúc với cháu để nở hoa kết trái. Cháu Thanh ở nhà thì cũng còn lớn nhưng mà chưa có khôn, cũng rất mong các cụ công đức ở trên này tiếp tục giúp đỡ cháu để nở hoa kết trái, và làm sao năm 2014 các cháu sẽ mừng cho cái cụ công bà một cháu trai giác ngọ. Một lần nữa xin kính chúc các cụ công đức bà cùng toàn thể quan viên anh họ cùng mong xa gần một sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Đúng là mấy lời cảm tạ hồi hôn, dù cho gió bức đường trơn hơi lầy, dù cho nắng cháy lá cây, vượt ngàn gian khó về đây với gia đình, dựng xây tổ ấm xây sinh, thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Đúng là mấy lời phát biểu của bác họ nhà gái đẹp tựa như hoa, mắt như sương đậm chan hòa sớm mai. Kính thưa quý vị, vâng, và đến với nhịp cầu tình yêu của chú rể và cô dâu. Kính thưa quý vị, đúng là nuôi con thì cha mẹ phải ước về sâu, trong tơ phải nửa xứng cầu phải đúng nơi. Nay con đã lớn rồi, chim kia đủ cánh tung trời bay xa, con gái là con của người ta, con dâu mới đích thực là mẹ cha đón về. Nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải nên đỡ lời dăm câu, cùng là để căn dặn chú rể và cô dâu. Và để tiếp tục với chương trình, ban tổ chức xin phép trân trọng giới thiệu một bác đại diện cho họ nhà trai nên nhận dâu và có đôi lời phát biểu cảm ơn. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em cùng toàn thể hội hôn, hôm nay tôi rất vui mừng là đã được đón cháu dâu chính thức, là cháu Thanh, là con dâu của ông bà Nho.
được sự ủy quyền của ông bà Nho, cho nên là tôi là bác ruột của cháu Hoàng. Tôi rất cảm động, cho nên là nói có phần là không được lưu loát, nhưng mà thực sự rằng hôm nay vô cùng phấn khởi. Đúng là trăm năm mới có một ngày, và cũng chỉ là một giờ và một ngày. Hôm nay cũng là một giờ các cháu đã lên vợ, lên chồng và hạnh phúc trăm năm. Trước khi nói lời đầu, tôi không biết nói gì hơn hết. Tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em hai bên, hai họ bốn bên, và các quý vị đã bớt chút thời gian để chúc phúc cho hai cháu của chúng tôi. Thay mặt gia đình xin cảm ơn, và cũng dặn hai cháu rằng cháu Hoàng làm sao là cũng mong muốn của ông bà thì dưới đó là con phải hiền, dơ rẻ phải hiền như con trai, và cháu Thanh là dâu nhưng mà phải ngoan như con gái. Đấy là mong muốn của gia đình chúng tôi. Trước khi dừng lời, tôi xin cảm ơn đến các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể ở thôn đã bớt chút thời gian đến dự lễ thành hôn trăm năm của hai cháu chúng tôi. Xin cảm ơn và xin chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, các vị khách quý đã đến dự hạnh phúc của hai cháu chúng tôi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin tổng cảm ơn bác rất nhiều. Đúng là hai cha mẹ đã vừa xong căn dặn mà bao điều em đã ghi sâu trong những nắm chiều nay em gì. Cứ bước quãng đứng dưới chiều tà, đừng về phục lễ thân yêu. Từ nay hai đứa sớm chiều ta sánh đôi. Đúng là cha mẹ đã nói chuyện xong rồi. Từ nay em đã là người của nhà anh. Em sẽ là một tia nắng mới, sửa suốt đời năm tháng cho anh. Ngày về ăn lá trầu xanh, cho hai bạn trẻ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đúng là chim khôn từ đó nóc nhà quan, sai khôn tìm vợ, gái ngoan em tìm chồng. Vâng, và đến với nhịp cầu tình yêu của chú rể và cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay, bỗng dưng tôi thấy rất nhiều những bậc cao niên, các cụ và những tầm các bác trung niên ngồi đây cũng mong mình trẻ lại để sống những thời con gái con trai, hẹn qua cầu để đời lón trao khăn. Thì bây giờ tôi lại thấy chú rể nói với cô dâu rằng: em ơi, hai đứa chúng mình thủy chung hiếu nghĩa trong tình rừng xây, dễ bền thì ta phải quấn vào cây, cùng nhau góp sức chung xây cuộc đời. Mà sao anh cứ hẹn em qua cầu để trao khăn, mà sao cứ dối mẹ dối thầy, qua cầu gặp gió lón bay mất rồi. Để rồi tơ lòng vừa trọn một giây, nỉ non tha thiết một ngày được gần anh. Tìm em khắc một chữ chàng, thì tim anh cũng một chữ nàng khắc theo. Thế rồi mùa đông đã đi qua, rồi mùa xuân dắt họ lại về. Một ngày đầu xuân rất đẹp, họ dắt tay nhau bước vào phòng cưới. Đúng là pháo tay đã nở hoa cười, đón cô dâu mới thêm người thêm xuân. Vâng, và trở lại với chương trình ca nhạc chung vui chúc phúc cho các bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta hãy hướng lên sân khấu và nổ một tràng pháo tay thật lớn chào đón một giọng ca vừa trẻ vừa già, có lẽ cô đến từ quê hương họ nhà gái. Quý vị, chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa. Ngạc nhiên chưa? Xin mời cô ạ. Kính thưa bậc cao niên của hai họ, kính thưa cô bác chú dì của hai cháu cùng toàn thể hội hôn. Tôi thì là bác của cháu, hôm nay rất phấn khởi. Tôi sẽ góp vui cùng biếu các cụ và hai gia đình cùng hội hôn một làn điệu dân ca chèo. Gia đình ơi, dâu ơi, chứ dâu ơi, con dâu con thời trăng huy đạo. Gia đình chứ thôi thì xa lối. Ôi ơi à, mà để bất tình chưa bất ni tình là xong. Ơi tuổi già, tuổi già thời
tấm gương trong cô rất nhiều, có lẽ là cô hát rất là hay các bạn. Quý vị vâng, và hôm nay nhân ngày cưới, chú rể có nhẫn trao cho dâu và xin tặng các bạn nguyên cảm nhận. Say when trong cuộc tình